Dạ vâng, xin kính chào tất cả anh em và các bác trên khắp mọi miền Tổ quốc đã tiếp tục truy cập vào kênh YouTube của Minh Nhật Audio, chuyên cung cấp phụ kiện âm thanh chuyên nghiệp. Đấy thì hôm nay cũng muốn giới thiệu cho anh em và các bác, đây là kho dây của bên em. Đấy anh em thể nhìn chiêm ngưỡng, rất là nhiều mẫu dây đúng không ạ? Đấy, chủ yếu sẽ là dây Hitachi, bãi Nhật. Đấy, rất là nhiều mẫu dây. Đấy, thì từ những cái dây Hitachi mà em hay quay cho anh em đấy ạ, là em đều phải chọn lọc ở trên kho hết. Đấy, thì đây là một cái mẫu dây 6 lõi. Anh em thể nhìn. Đấy, đồng mạ bạc. Thì cái dây loa này thì nó rất ảnh hưởng đến cái chất âm của anh em và các bác. Đấy, nó nói thật ra là nó cũng quan trọng không kém gì dây tín hiệu cả. Muốn chất âm nó hay hơn, nó cải thiện hơn, nó sáng hơn, hay là lời ca sĩ nó tách bạch chi tiết hơn. Đấy, trong cái thời gian anh em nghỉ ngơi, anh em bật một bài nhạc lên mà tiếng nó không được trong trẻo, nó không được sạch sẽ, đấy anh em chắc cũng rất là khó chịu đúng không ạ? Đấy, thì cái dây Nhật này nó có thể mang được đến cho anh em những cái gì? Đấy, đây là một mẫu dây 4 lõi của Hitachi. Anh em nhìn cái lớp chống nhiễu nó này. Đấy. Đấy, thì một bộ dây thì như kiểu đây anh em nhìn, một cuộn dây bãi nó chỉ có từng này thôi, nó không có nhiều. Mỗi mã nó khác nhau hoàn toàn, nó không hề giống nhau. Đây, đây là một mẫu dây 4 lõi này. Đấy, anh em thể nhìn, một mẫu dây 4 lõi. Tất cả trên dây thì đều có chữ Hitachi hết nhá. Đấy, anh em thể nhìn, 4C. Đấy. Thì em đang tiện lên để kiếm một cái bộ dây cho một anh khách, anh cần một cái bộ dây lõi đồng. Lõi đồng tơ, lõi đồng xịn. Đấy. Thì đây xem anh này anh ấy đang làm gì nào. Anh có bộ dây loa nào đồng xịn không anh? Có rất nhiều. À đây à? Đây, anh cốt cho em xem. Đây, đây bộ dây anh đang làm đây đúng không anh? Đây là bộ anh đang làm. Đấy, thì anh em có thể nhìn. Đây là một bộ dây đồng của Hitachi nhá. Anh em nhìn cái chất đồng này. Đó, đấy, hiện tại đây là đội kỹ thuật của bên em làm mỗi người một việc. Anh em nhìn rất là nhiều dây. Sống ở trên dây luôn. Đây. Đây là loại này bao nhiêu lõi đây anh? Là 13, 14 lõi. Đây em nhìn này, 13, 14 lõi mà anh làm được ra như thế này thì rất là kỳ công, phải đo đàng hoàng đúng không anh? Có cả loại to, rất loại nhỏ. Đây, ok. Đây, cho anh em các bác nhìn cái lõi dây này. Đây, lõi đồng tơ nhá. Nếu mà anh em nào muốn cải thiện chất âm bát. Đấy, bát chắc này, ấm này, sâu này. Thì đây, chơi cái dây đồng của Hitachi. Đây là dây Hitachi luôn. Chủ yếu dây Hitachi thì sẽ là mạ bạc rất là nhiều. Đấy, mạ bạc rất là nhiều. Nhưng mà cái dây này thì nó lại là đồng. Đấy, anh em nhìn. Hitachi 80C, lõi đồng nguyên chất. Đấy, dây này thì bao tiền mét anh nhỉ? Dây này 90.000 một mét em ơi. 90.000 một mét rồi anh? Ừ, thế thôi. Dây to này mà 90.000 thôi anh. Chỉ bán như vậy thôi em. Đấy anh em ạ, 90.000 một mét thôi anh em ạ. Đấy, dây Hitachi lõi đồng anh em bác nhá. Anh em cần lõi đồng thì cứ liên hệ trực tiếp với em. Đấy, ngoài ra thì tất cả những cái dây lõi mạ bạc thì em còn rất là nhiều. Đấy, như cái dây 6 lõi vừa em lên cho anh em đấy ạ. Đây, dây 6 lõi, mỗi lõi 2,5 ly anh bác nhá. Giá là 150.000 cho 1 mét. 150.000 một mét. Đấy, anh em có thể làm 3 lõi chập vào này. Đấy, nó sẽ ra được dây tầm 4 ly cho đến 3 ly. Đấy, tầm 4 ly, rất là to. Kể anh em đánh bi có 2 cũng được. Đây, từ những cái dây 4 lõi như thế này. Đấy, chập hai đôi vào nó sẽ ra một sợi dây tầm 3 ly cho một lõi. Đấy. Đây như sợi này chỉ có 120.000 cho một mét thôi anh em nhá, dây 4 lõi của Hitachi. Đấy, đây. Anh em quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp với em. Anh cần dây 4 lõi Hitachi em sẽ quay trực tiếp cho anh em và các bác nhá. Đấy. Kể cả những cái dây đây, anh em nhìn này, có những sợi dây nó nhiều lõi như thế này. Đấy, dây này dây 8 lõi. Giá là 150.000 một mét. Đấy, có những sợi dây thì nó rất nhiều lõi như thế này. Đấy, nhìn em không nhầm thì đây là dây 36 lõi. 36 lõi này thì có giá là 130.000 đồng anh bác nhá. 130.000 đồng cho 1 mét dây. Đấy. Đây, anh em nhìn chất dây này. Đấy, anh em quan tâm đến mẫu dây của Hitachi thì cứ liên hệ trực tiếp với em. Kho dây nhà em thì rất là nhiều dây luôn. Em nhìn rất là nhiều dây. Đấy, 1 4 tầng chỉ có dây và dây. Đấy. Rất là nhiều anh em bác nhá. Đấy, em nhìn này. Đây kể trong túi, trong thùng còn dây. Dây, dây. Nhà toàn dây. Không có gì ngoài dây. Đấy, để hoàn thiện được những cái bộ dây loa, nó hoàn thiện từ mỏ chim này, mỏ chim mềm này, bắp chuối này anh em nhìn ạ. Đấy, bắp chuối này. Đấy. Thì anh em cứ liên hệ trực tiếp với em nhá. Đấy, video này thì em chỉ muốn giới thiệu cho anh em thôi. Đấy.
Cảm ơn anh em và các bác đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em và các bác trong các video tiếp theo.